Sao vậy? Bà sao vậy chị? Sao vậy? Ấy móc móc ra. Tại vì cái lưỡi nó thụt. Trời ơi. Bà sao vậy? Ủa sao vậy? Sao mắt giống như ra máu vậy? Ừ đúng rồi, đau 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 cho thôi. Đau không bà? Bà đau không vậy? Thấy không? Em không có mắt. Trời ơi. Ừ. Sĩ bây giờ nói là bên trong bao đầu lòng bao đầu bánh. Dạ. Nếu mà đưa lên chiến đường mà trên thành phố thì nó không bỏ đi, không có đi được. Dạ. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Mà thấy chỉ thấy bà vẫn còn nói chuyện rồi cũng còn. Thì mà lúc tới ba ấy đi họ ba chị gần hỏi cái mình hỏi ba không có biết. Thấy mẹ em sống cũng có lâu đâu, thấy vậy chứ lúc nào cũng nói phải vậy đâu. Thì mà nghe nói là khi mà sinh có quan thì mình rút ống oxy hả? Dạ. Ồ, em thấy bà vẫn còn nói chuyện đồ cũng bình thường á. Dạ. Nên mà nghe nói vấn đề mà rút ra thì tội cho bà. Đúng thương rồi. Bà lắm. Ừ. Nghe nói là bình oxy này người ta cũng chung tay lại để mua cho bà hả cô? 500, 2 dạ. Ngày hết rồi. Dặn ta 2 triệu nữa. Ở đây thì gia đình của ổng là cũng có hỏi là để xin quan tài lỡ có mắt á. Có tiền mua chạy bệnh được. Dạ. Mấy chú ấy quân dạ giúp đỡ cho tôi nó trị bệnh cho hết. Dạ. Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Bagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân ở trong ngoài nước. Dạ thì hôm nay em mời toàn thể quý khán giả cùng em trở lại đây để thăm một cái hoàn cảnh của ông bà lão. Ông thì bị tai biến cũng như là nằm liệt giường, còn bà thì cũng bị bệnh tiểu đường, cũng như hiện giờ thì bà đang nằm thở oxy phía trong đó cả nhà. Thì thời gian trước thì con của bà đó là anh Thống thì cũng có liên hệ qua anh em cũng như là muốn xin cho bà một cái quan tài. Nhưng mà sau một cái thời gian từ khi mà nhóm của tụi em đến đây chia sẻ đến nay thì tình hình sức khỏe của bà vẫn vậy nha cả nhà. Bà vẫn nằm cũng như là thở oxy. Thì hôm nay nhóm anh em trở lại đây để thăm ông bà, xem cái tình hình sức khỏe của ông với bà hiện giờ như thế nào cả nhà. Vậy thì giờ em mời cả nhà cùng em đi vào ha, đi vào để gặp gia đình. Mà hôm nay thì cũng không có gọi điện để hỏi thăm nữa, không biết. Anh Thống đây, nhà. Anh Thống đây. Nhà. Em chào anh nha. Chào anh. Rồi vẫn là anh Thống ở đây cả nhà. Hôm nay em đến thăm bà với ông. Dạ. Dạ, tình hình sức khỏe bà sao rồi anh Thống? Cũng vậy hả? Ồ, thôi giờ mình đi vô trời ông nằm nè cả nhà. Anh cài cái mic nha. Trời nóng quá ha, anh Thống hả? Nóng quá. Rồi, anh Thống nóng quá, đổ mồ hôi kìa. Ông nằm đây. Con chào ông nha. Ông ăn cơm chưa vậy anh Thống? Một. Ông cơm chưa? Rồi ăn rồi, ông nói không ăn rồi cả nhà. Ông nằm vậy đó cả nhà. Chào. Ừ, ông bên đây không có quạt luôn à. Không có quạt cho ông lên. Nhưng ông đó giờ không chịu quạt. À không chịu quạt. Không chịu quạt. Quạt hai ba cái rồi đưa ông chịu. À. Rồi còn bà ở đây đây. Rồi ông nằm ha, qua thăm bà chút xíu. Dạ con chào bà. Trời. Bà sao rồi? Bà khỏe chưa? Giờ thấy trong mình sao rồi? Đỡ chứ không khỏe luôn rồi. Ồ, cũng đỡ. Thế này đây thì rất là hầm đó cả nhà. Hầm lắm luôn. Ở đây bị bục đồ trên. Dạ, bít bùng hả? Anh Thống ngồi trong đi, ngồi trong đi. Hồi chân bà sao lột da hết rồi? Thùng da chứ. Ờ, cái này. Nó không biết sao nó phồng hết da. À, không biết sao nó mà lột da. Còn cái tay của bà cái này cả nhà. Rồi sáng giờ có rửa gì cho bà chưa? Có kêu bên có chú ông thầm bên riêng đó. Cái này người ta thấy là ông bác sĩ ông cũng lại ông hay rửa con mỗi bữa. Cười rồi thấy vết thương ở trong nó nhiều không? Không vết thương cục chị hoài đó. Nó lỡ nhiều hả? Trời ơi. Tay chân bà lột da hết trơn rồi nè. Ừ, lột hết trơn. Sao lột vỏ rồi nè. Lột vỏ hả? Rồi bà nói lột vỏ. Chắc da khô á, nắng nóng quá, khô rồi lột da. Chứ sao lột vỏ? Nói chơi cười. Dạ.
Mấy nay bạn uống gì được lại chưa? Okay, đúng chưa, anh uống sữa uống nước rồi. Nhưng bà ăn cháo cái này kia vô là chút xíu ói. Cũng vẫn vậy ha anh Thông? Vẫn vậy, nhưng bằng đêm ói sáng đi. Rồi. Lúc muốn trước muốn sau là bắt đầu có ra rồi. Ở trong nó ở ra. Ồ. Để bụng uống rồi. Dạ. Vậy là bữa giờ không ăn uống gì hết, chỉ uống sữa thôi hả bà hả? Uống sữa. Dạ. Hôm bữa con có dặn anh Thống là có cái chị Vi ở Sài Gòn dặn bà niệm Phật, bà có niệm Phật hàng ngày không? Có. Ồ, hàng ngày niệm Phật. Cho cầu nguyện cho mình hết bệnh á, khỏe lại. Chứ bà nằm như vậy thấy thương bà quá. Trời ơi, bà dưới bụng mà xẹp lép luôn rồi nè. Không gì đó. Có ăn uống gì đâu mà. Dạ. Nhà nó xẹp á. Dạ. Mấy hôm nay có ai lại thăm bà không? Có ai lại thăm bà không? Bữa giờ á, mấy hôm nay á. Mấy người ấy đó hả? À, có lại thăm bà không? Có rồi đó. Dạ. Cũng có mấy cái chị kia cũng lại. Mấy người bên xã. Có. Dạ. Thương bà cái nhà. Nó cứ nằm miết như vậy đó. Hàng ngày thì phải có mình anh Thống là tay bà cái nè. Lột da hết trơn rồi nè. Và còn cử động được tay ha, tay cử động được. Vết thương này nhức dữ không bà? Bằng ngày thì nó không nhức, mà bằng đêm có trời lạnh nó hơi nhức. À, bằng đêm thì mới nhức. Bằng đêm mới nhức. Dạ. Lạnh đó. Vậy là vết thương thành vào lúc bằng đêm thôi. Vì như cái phổi mà nó bị yếu rồi đó. Dạ. Bằng đêm nó lạnh là nó bá ho. Ồ, bằng đêm lạnh là ho. Mấy hôm nay rồi anh Thông thấy bà ngủ được không anh Thông? Bà ngủ tối ngủ được không? Cũng nhiều khi ngủ được khi không. Đau rồi cứ gên la vậy ha. Hôm qua rồi cũng ngủ được gì đó. Dạ. Bà thấy bằng vậy mà thấy bà phải ăn được thì bà nhanh lấy lại sức lắm. Con cái là bà ăn không được nè. Dạ. Sữa này nó uống nó pha cái ngắn này nè. Uống chút khi ngăn đây là chút xíu ối. Dạ. Sữa có ối đó anh. Không, uống một ngày bằng đêm ối. Uống sữa thì uống được thì uống, còn uống được thì anh ối liền luôn. Ọc cái liền luôn. Vô ọc cái liền. Giống như bao tử của bà, nó không thích nghi cái đó sao? Không biết thì sao. Mà có đau không? Trong bụng bà có phải bị đau gì không? Không. Không đau chứ? Không. Uống vô cái là nó khó chịu. Khó chịu. Ở trong nó làm cho nó ợn ra không? Ồ. Giống như trào ngược dạ dày, cái bệnh trào ngược dạ dày á. Ừ. Bà hiện giờ bà có uống thuốc gì không? Bữa bà nó có uống thuốc gì không? Có ông gì? Ông chết nè, ông đưa thuốc uống. Chú lệnh ông cũng đưa thuốc uống. Khám rồi ông cũng đưa thuốc uống. Có nói bác sĩ là bà ăn uống gì kia gì đó. Cho bác sĩ lấy thuốc cho bà uống xong cái là bà ăn được cho nó khỏe lại. Oxy là không có bơm, nghỉ thở oxy rồi. Không, cũng mới cút ra cũng nhưng mà mệt rồi mới gắn vô. À, bữa nay là rút ra là gì là bà cũng khỏe hơn được chút đỉnh rồi đó. Cũng mừng rồi đó bà. Đúng rồi. Nhưng khi mà mệt quá mình gắn vô thôi dễ cho mình đỡ cái tốn tiền mà. Dạ, đúng rồi. Chứ mình để trực tiếp hoài nó cũng nhanh hết nữa phải không? Đúng rồi. Bà thấy mệt là bà kêu anh Thống gắn vô nha. Quá trời mệt. Ừ. Mệt thì kia nó gắn vô. Dạ. Thở tiếp. Dạ. Còn phải khỏe thì tháo ra. Chứ để mình gắn vô vậy mình tốn tiền phải không? Tốn tiền. Tại bên nó vô, bên mấy ông nó vô gắn ông chỉ. Dạ. Cái phá rồi cái mở ra. Ừ. Nó chỉ mình hết trơn. Dạ. Thì anh cũng biết rồi ha. Anh cũng biết gắn rồi. Nó thấy hôm nay là bà cũng rút ống oxy ra nè, nên là bà giống như là sức khỏe nó có tiến triển rồi đó, nên bà phải cố gắng lạc quan lên, niệm Phật. Như chị Vi dặn niệm Phật, gắng niệm Phật. Nhìn bà thương quá cả nhà. Bà nằm đây bà thấy nóng nhiều không? Nóng quá ở trời lắm. Sao anh thấy thịt da bà như nó anh thấy nó cái màu nó tím tím sao á? Đúng rồi.
đúng không bà? Nè nó muốn lỡ luôn á. Ừ, nó tím tím á, có ngứa có gì không bà? Ngứa thịt ngứa hả? Thế bà nằm như vậy nè, bà có gãi không? Gãi nè, có thấy lủng lỗ nữa nè, bà có máu nè, trong da kia. Ừ. Sao mà trong màn hình nhìn điện thoại nhìn không ấy, ở ngoài nhìn cái thịt da của bà nó tím tím sao? Tím. Ừ, cái tay kia nè, cái tay trong đây là nó bị trên bàn tay hay là đang ngay trong đây? À, bị ngay cái gù đó ha, nó lở ha. Thế bà cũng nói chuyện được mà tại sao ăn uống là lại ăn không được? Bây giờ bà tự ngồi vậy được không hay là không phải đỡ? Bà có tự ngồi vậy được không? Không, không nổi hả? Dạ. Mà ngồi mẹ chồng lại nó đỡ. Dạ. Ngồi chống mặt. Ờ, ngồi chút là chống mặt. Đỡ lên là để chống mặt. Ồ. Té rồi. Thì bà không có sức khỏe, bà yếu. Chắc cũng cỡ tháng mấy rồi, bà đâu có ăn cháo ăn cơm rồi đâu. Ừ. Rồi yếu trong người. Sữa không dư uống nước không? Ừ, vậy đó. Thương cho anh Thống hàng ngày phải lo cho ông rồi cho bà nữa, có một mình rồi hôm nay rồi cũng có liên lạc lên trên vợ con ông anh Thống đó. Là nghiệp bây giờ con chắc có nói gì không? Không, bỏ về cũng lâu lắm rồi đó. Ừ. Rồi sáng giờ bà uống sữa chưa? Quay sữa cho bà uống không? Có, uống rồi. Uống hồi nào bà? Ủa, sáng con uống nữa. Như chừng nào bà uống chút nào bà kêu của mình đâu mình bao quạt qua. Dạ. Cái ly thê kiến quá trời kìa. Đặt nước nước pha mình bỏ. Ừ. Ra kiến quá kiến. Thương mà. Bà thương. Bà cảm thấy đói không? Thấy mình lúc mà gần ăn cảm thấy đói nhiều không bà? Đói. Đói. Đói mà uống vô nó ối vậy đó. Cái không phải là nó không đói. Nghiệp bà quá. Sao mà ăn uống không được chứ trơn. Bà nói bữa là bà nói bà thèm đúng không? Bà thèm đồ ăn đủ thứ à, anh Thông? Cũng mua đồ ăn. Dạ. Đưa chút xíu mà bà cũng nói. Ừ. Nó thèm mà không được. Nói thèm ấy. Nó thèm bà thèm quýt. Ăn trái quýt hả? Ô, 4 muối à. À, bà thèm quýt vậy đó, bà ăn được 4 muối hả? Thấy gì thèm. Dạ. Ăn có được. Thấy gì thèm. Mà ăn không được. Bởi vì cái bệnh nó ngộ thì giờ cũng mong bà uống thuốc cho hết bệnh. Hồi nào tới giờ mới thấy. Ừ. Nào giờ bà có bệnh như vậy chưa? Hay là mới lần đầu bà bệnh mà nằm như vậy đó hả? Đó giờ á? Mới nằm trước à. Không, mấy năm trước là bà bị xuất huyết tử. Xuất huyết bà tử. Dạ. Rồi chị hết rồi. Dạ. Hết đâu cũng tới 3-4 năm. Nó bị qua cái bệnh này. Dạ. Nó nổi cái nột này bắt đầu nó bệnh tới rồi. Ờ, bị cái tai cái là bệnh tới luôn. Nó quay cái bệnh này nó quay qua bệnh kia. Ừ. Nó có một cái tai này là bệnh tiểu đường. À, bác sĩ nói tiểu đường. Dạ. À. Nên là không có lành được hả bà ha? À. Không có lành hả? Nó có lỡ nhiều ra không hay là nó vẫn vậy hả bà? Cái tai của bà á? Có cái ông ngủ qua ông ngựa không có gì. Tôi mới hỏi về chừng nào mới lành chú. Dạ. Thôi chú nói uống lành thì cũng lâu lắm. Mà thịt này thì có thể lành. Dạ. Hôm rồi phải mà cưa cái tay ăn hẳn rồi. À vậy đó hả? Bác sĩ nói vậy. Cái ông mà lại chết trên rửa nè, ông nói vậy đó. À. Rồi nó kêu bà tháo khớp này nè. Tháo cái khớp. Mà nói mà chưa chắc ăn mà nó hết. Mình cũng sợ ha. Mình cũng sợ. Ừ. Người nhà cũng sợ, mình mới điện chị em rồi nó có gì chưa bây giờ nhà đi cho nó dễ. Dạ. Để tháo ra rồi không biết có lành hay không nữa. Đụng sợ, dao đụng. Sợ năng mà tháo ra tháo thêm khớp nữa, sợ nữa. Đụng dao đụng kéo là sợ lắm. Vì bác sĩ nói là có thể là cái tay bà lành, nếu vậy thì cũng mừng. Ông nói là làm đi đó nó muốn lành này đó. Khô ha. Ừ. Khô mài lại muốn lành. Ừ. Dạ. Rồi hỏi chừng nào mà hết hẳn. Ông hết đó cũng lâu lắm mới hết mà đó dứt. Dạ.
Hồi hôm rồi Thảo ra ăn hận rồi. Có gì đó. Thảo khớp ra ăn hận. Để gì mà bà cảm thấy khỏe hơn ha. Để cái tay thì bà sắp lành đó. Bà. Sắp lành là bà mừng. Chỉ có tay lành lại là đầu ăn uống được nữa là khỏe. Rồi. Vậy đó. Mình bà phải cố gắng tối vào niệm Phật nhiều không? Niệm Phật nhiều lên. Cho trời Phật phù hộ cho bà. ai đợi cũng kêu phụ. Dạ. Phật hết trơn á. Dạ. Đợt trước lại thì về con cũng kêu anh Thống dặn bà tối niệm Phật này kia nhiều vô cái chị gái mà đặt rồi cho tiền đó. Cũng dặn bà vậy đó. Để cho trời Phật phù hộ. Cứ thấy bà nằm như vậy ai cũng thương hết trơn á. Mọi người ai cũng thương bà hết. Ai cũng muốn bà là hết bệnh. Hôm nay thấy bà cũng đỡ đỡ rồi nè. Rút cái ống oxy ra là bà nói chuyện, trò chuyện với tụi con gì cũng mừng rồi đó. Nên là bà phải cố gắng lên, ăn được cái nữa là khỏe. Thử ăn cháo thử coi, bữa nào thử ăn cháo, bữa ít thử coi được không. Nếu ăn cháo được thì mốt ăn cơm rồi được. Để mốt bà khỏe bà còn lo cho ông nữa, ông nằm bên kia kìa. Thường quá trời luôn. Hàng ngày là lúc trước là bà chăm sóc cho ông thì ông có nói chuyện gì với bà không? Hay là bà ông nằm vậy thôi hả bà? Có nói chuyện không? Lúc đó ông cho nói chuyện không có được hôn mà bây giờ ông nói chuyện được nhiều rồi. Nghe cũng rõ à. Chứ ông mà bên đó mà ông nhìn thấy bà vậy mà ông cũng buồn lắm á. Ông thấy bà bệnh ông cũng lo lắm á. Mấy hôm nay con gái đâu có về thăm bà không? Bữa thứ nào thứ bảy nó về. À nói thứ bảy về. Chắc cũng bận việc gia đình á. Con cái này kia. Dạ. Mấy cô lại thăm ha. Cô. Cô hàng xóm hay gì vậy? Cô hàng xóm. Dạ. Lại thăm bà ha. Thương quá. Từ. Chào cô nha, chào bà. Bà vô ngồi rồi hết thăm. Dạ, cô ngồi đi. Nè, bà vô. Cô ngồi đi, bà ngồi đây hả? Dạ, bà ngồi đây nè. Thôi, 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 bà ngồi đây hả? Bà ngồi đây hả? Không. Nó lả lên rồi, bà cho bà. Dạ. Cô mới lại thăm hả? Cô lại hoài hả? Bữa nào cũng có lại chân á. Có ngày nào bà cũng lại chơi. Lại thăm cháu vậy đó. Hoài. Kêu bà. Vậy là bà lỡ là thoải mái nhất bà đúng không? Dạ, đúng rồi. À nói cô hay lại nha, bà hay là đi thăm ha. Dạ. Bà cô. Bà cô lận. Bà cô. Dài lớn. Thường bà nhìn. Gần 80 tuổi rồi, 79 rồi. Dạ. Bà thấy bà nằm như vậy nè cô, mà thấy bà cô này nằm như vậy bà thấy cái khổ quá cô ha. Người không biết là mà ở xóm mình lớn tuổi nó biết mình giúp cho nó được cái gì. Dạ. Chỉ qua thăm này kia tình cảm. Chứ... Cô hả thăm nó thôi chứ đâu có biết cái gì. Dạ. Trong mình nó sao nó biết mình đâu có biết. Nhưng ngồi hoàn cảnh này cũng vậy đó, không biết dạ. Cũng thấy rồi đó. Dạ. Mấy bữa con lại thấy nằm lúc nào không thở oxy á. Hôm nay là đỡ hơn chút xíu là tháo ra khi nào mệt rồi mới gắn lại. Cũng khỏe, cũng mừng cho bà. Chứ bà nằm như vậy bà chú cũng... Chú ở đâu vậy? Tụi con ở Sóc Trăng. Tụi con ở Sóc Trăng. Tụi con lại đây mấy lần rồi. Mấy lần như không gặp. Không có gặp bà. Con lại như 2-3 lần rồi. Hôm nay có bà để thăm nữa nè. Nhà bà cũng gần đây ha. Mấy bên chăm chéo cửa. Dạ. Chích nắng chút. Ông thì nằm phía bên kia. Ông nằm vậy đó. Ông là ăn uống được nhiều không anh Thống? Cô ăn bên nữa. Sao thấy cô? Chân cẳng ốm quá trời. Tay chân ốm quá chừng. Tay biến mà. Tay biến lâu rồi. Cùng 6 năm. 6-7 năm. 6-7 năm trời. Nhà ông tôi đó có nằm 6 năm mới mất. Ông mất ngay 2 năm. Còn anh tôi. Dạ. Thôi cũng bị tay biến hả bà ha? Ông cũng bị tay biến 6 năm mới mất. Dạ. Nếu mà còn ăn uống đâu được thì khỏe mạnh thì không sao, sợ bệnh mà nằm mà không mê này kia sợ. Anh Thống ăn cơm nước gì chưa anh? Mấy nay sao ăn không? Nãy cũng đang nấu rồi chưa? Dạ, rồi tối anh có ngủ nghe gì được không? Hay là canh đây vãi chừng mất ấu gì mình lên coi thăm bả. À nằm ở dưới đó gạch này luôn. Đây đó. Ngồi giống mụn dưới này luôn hả? Canh bả.
Rồi, nằm ở canh. Dạ, anh mệt không kêu không nghe. Dạ, nằm ở đây luôn, anh Thống nằm ở đây rồi vừa coi có mẹ rồi có cha bên đó luôn. Thương không có nhà. Bà cứ nằm như vậy đó. Mình thương quá. Bà gán niệm Phật nha. Hôm nay thì lại đây thăm thì con thăm coi cái sức khỏe của bà làm sao để gửi đến quý khán giả cũng như quý Mạnh Thường Quân á, thì cũng có một ít quà của Mạnh Thường Quân gửi cho bà để con gửi cho bà luôn ha. Dạ. Thì đầu tiên thì có anh Hiếu là gửi cho bà 200.000. Dạ, với lại chị Ngọc An là gửi cho bà 200.000. Bé Hai là 100.000. Với chị Như Huy ở Sài Gòn là gửi cho bà 1.500.000. Tổng cái số tiền là 2.000.000 ha bà ha. Rồi chị Vi là nhớ dặn bà là niệm Phật nhiều nha bà. Niệm Phật nhiều vô để cho trời Phật phù hộ mình ha. Chị chiều lại lấy cuốn kinh ra ăn. Dạ. Có dạ. Đây bây giờ em cũng xin phép với Mạnh Thường Quân là gửi cái số tiền đến cho gia đình 2.000.000 ha. Anh Thống điếm giúp em ơi. Dạ kêu bà em không kêu dạ. Con chờ chứ rồi. Để anh Thống điếm thì rồi đưa cho bà ha, bà giữ ha. Đủ thiếu không anh? Dạ, đủ ha. Dạ. Dạ. Thôi ba đưa bài bên bà giữ đi. Nè tiền nè ba. Đó. Chú. Dạ. Chú. Chú. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn mấy cô mấy anh á. Con chỉ đem đến thôi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, mấy dạ. Cô với mấy dạ. Anh. Dạ. Mấy chú. Dạ. Cho cháu tiền cho mua đồ. Mua đồ hả? Ừ. Bà để dành để làm gì nè? Giờ bà để dành tiền làm gì? Để dành ăn mua đồ ăn. Mua đồ ăn. Rồi thuốc men đồ. Dạ. Như vậy thôi ha. Rồi bà dành rồi có cần gì đưa cho anh Thống nè, anh mua. Rồi đó. Dạ. Nói là có gì nó cũng chạy mua hết. Đúng rồi, ảnh chạy tới cho luôn, ảnh chăm sóc cho bà đó. Cũng thương ảnh lắm. Cái tôi có đi được ở đâu. Dạ. Ông cháu giờ muốn mua gì kêu nó mua chạy đi mua. Vì ăn không được thì thôi chứ sao giờ. Dạ. Kêu mua về mà ăn không được thì thôi chứ sao giờ. Nói giờ là quan trọng nhất là bà phải khỏe lại nè. Bà khỏe lại và đi tới lui được là anh Thống cũng khỏe và anh đi làm này kia cũng có tiền nữa. Mình hết khó khăn à. Bà cố gắng nha. Vui vẻ lên đừng có gầu lo nhiều. Đó. Anh Thống có gửi lời nào đến với Mạnh Thường Quân không anh Thống? Thì em muốn cảm ơn Mạnh Thường Quân anh chị. Dạ. Giúp đỡ cho mẹ. Dạ. Khó khăn. Anh Thống rất là hiền cái nhà. Hiện tại thì ở đây nói chung là cái mùa này rất là nóng á. Nóng. Đổ anh Thống đổ mồ hôi kể đường không. Sao bà? Chia tiền con kia chia tiền chút nữa chia chút nữa chia không có muốn nhiều trời ơi cho luôn hết rồi cho luôn kìa thường không và hỏi muốn chia nhiều cho hết luôn ha. Thường cái nhà đỡ đỡ lúc trước nhiều đỡ lúc trước nhiều rồi chiều rồi ta đem qua cái kinh lại cho rồi mày sạc pin rồi bắt cho má nghe đây có nè có không ta đây có mà nó hương đưa rồi có nè mà nó đọc cái đấu ra đấu nó đọc khác không à nó cài cái khác chứ không phải kinh cài cái kinh á cái kinh mình nghe chứ đừng có cài mấy cái kinh kia Phật Di Đà gì đó dạ niệm Phật nhiều đủ dạ niệm Phật ừ. Nhiều ừ. Ta dán cho mình nghe mô Phật dạ Nam Mô Di Đà Phật cái việc nằm cái việc đó việc hoài đi ông sư dạ mô Phật không à mô Phật không hả hết cái này qua kia dạ giảng một hồi một hồi một hồi mô Phật dạ dạ thường mà gọi bà nghỉ ngơi nghe dạ anh Thống rồi xuống đây bọc bà cho để nóng quá thường anh Thống đổ mồ hôi cả trời này nóng rất là nhiều cả nhà nóng lắm.
Tụi em đứng đây cũng cháy mỡ luôn. Đây còn ông nằm đây đây. Nhà cái nhà. Giờ còn cái nền mà nền đất, còn phía trên này nền gạch tàu ngày xưa luôn nè. Đó, nền gạch tàu ngày xưa. Đó phía sau anh cũng còn chùm củi này kìa. Còn nguyên củi cho bác. Rồi đâu đi xuống coi coi. Ở đây có quýt nè. Mà nhất khi nào mình cần thiết á. Cần thiết mình mới dùng. Dạ. Nãy cũng tôi nè, biết cái xã này đâu. Cái giò nó đau nó đi nhắc nhắc. Dặn cái gì? Chụm củi ha, đỡ tốn ga. Đây biết đâu. Như nấu nước, nấu mì, nước sôi rồi đó. Đây này ha. Rồi nó cũng giò khẳng nó yếu lắm rồi nó mới nấu cái ga như đó, chụm củi không ha. Ở nhà con cũng thường sử dụng mà những cái nấu cái gì nhiều á, xài củi cho nên. Cứ ga đâu chịu nổi đâu, ga giờ mắc. Dạ. Nó cái nhà. Ra con gì mà con thấy ga không vậy nè. Mua tổ xào. Dạ. Mình đi lên. Tổ hư hết rồi. Ừ, tại nhà trước nhà nước cho. Dạ. Xuống cấp ha. Nhất tổ rồi nó sập sụi hết rồi mà anh cũng chưa có thời gian mà không. Ừ, gì? Tàu hủ kho. Chai hả? Chai. Tàu hủ xào kho củ cải. Kho, dạ. Kho đồ chai. Ủa, gì là... Anh Thống kho luôn hả? Mà giỏi ta. Ông ăn chai hay là mình... Không, tại lâu lâu mình muốn ăn mình kho gì đó. Dạ. Anh Thống tính ra giỏi ghê á. Biết làm luôn. Chứ không ai làm là sao vậy? Đi lên bà, đi lên, đi lên. Cảm ơn con ha. Dạ, ông nằm vậy đó cả nhà thấy không? Ông giữ gìn sức khỏe nha. Ông nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nha ông. Nghỉ ngơi nha. Ông nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nha. À. Sao mà trời nóng vậy mà ông không chịu. Không chịu quạt. Thôi thôi ông nằm đi. Thôi thôi. Anh đóng đỡ rồi anh đóng. Nằm. Ông nằm đi. Ông muốn ngồi. Thôi tại mình nói chuyện á, ông tưởng cái gì ông ngồi vậy đó. Thôi kệ để ông nằm. Bắp nằm đi. Ừ, đâu có gì đâu. Cho ông nằm đi. Đâu đó gì không mình nói chuyện á, tưởng nói chuyện gì á. Dạ mình nói. Để cho ông bà lão nghỉ ngơi. Dạ. Bà cất tiền đi, bà cất tiền đi bà. Bà cầm tiền cả. Nó thương bà chưa. Ngồi ghế nè bà cô. Ngồi đi. Ngồi đi nè con cô. Ngồi đó ngồi à. Này cũng có mấy cô để thăm nè. Quay cho hai tôi lên tóc và tóc luôn đây. Lại thăm bà chị ba, quay cho tôi lên tóc luôn đây. Dạ. Cái nhà nó thương quá cái nhà thì mới vừa rồi thì em cũng đã đến thăm cũng như là cập nhật cái tình hình sức khỏe của bà với ông để gửi đến quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân á. Bên cạnh đó thì em cũng gửi một cái số tiền của quý Mạnh Thường Quân đến cho bà để cho bà có thêm ít tiền để ăn uống như là thuốc men á. Và anh Thống cũng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ em giờ em chào cả nhà luôn ha. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều cũng như là cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng em cũng như là để giúp những cái hoàn cảnh khó khăn á. Rồi bây giờ chắc em xin phép tạm khép video này ở đây cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo ha. Em xin cảm ơn cũng như là xin chào ạ.